Lần này Rick dốc hết sức đánh vụ kiện này. Mẹ nè, gì? Những lời người trước cậu nói không phải xả dao đâu. Người ta hậu sinh cả quý thiệt đó. Đâu còn cách nào, nếu đổi lại là tôi cũng sẽ làm giống ảnh, không chừng còn hung hãn hơn. Nghe nói hồi xưa anh từng làm cảnh sát đó. Nè, sếp làm cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Không có gì, đứng qua bển chào hỏi hắn thôi. Chào hỏi cái gì chứ, ngồi đây đi. Anh đừng có làm bậy mà, có chừng hai thằng ăn chết đó. Tôi không làm lớn chuyện đâu, chỉ hỏi vài câu thôi. Nè, xin lỗi hồi nãy trên đường bị kẹt xe dữ quá. Sếp Khưu à, tôi tên là Chu Văn Bân, nói vài câu có được không? Có chuyện gì không? Qua bên kia đòi nói nha. Được thôi. Chuyện gì vậy? Anh từng làm cảnh sát mà. Làm gì vậy? Nè, có sao không? Anh cũng từng nổ súng, có dám cầm thú đó. Anh từng nhìn thấy đồng nghiệp của mình. Nè, anh làm gì vậy? Tôi không phải nói cảnh sát là vĩ đại đâu. Sếp Bân, chỉ muốn anh hiểu thôi. Lý thuyết và thực tiễn là hai chuyện khác nhau. Anh kết đội thằng An có ích lợi gì chứ? Sếp Bân là vẫn đi một cảnh sát tốt thôi. Anh suy nghĩ lại đi. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha, anh uống hơi nhiều. Anh còn dám nói qua mình nói vài câu, anh hại chết thằng An rồi. Đánh hay lắm. Cảnh sát giả sai đánh người không cần phải chịu trách nhiệm. Ngày mai em khao anh một chầu hả? Nè An, vụ này không có liên quan tới tôi nha. Ảnh hại cậu thôi đó, tôi cũng bó tay rồi. Thưa quý tòa, các vị bồi thẩm viên, nạn nhân của vụ án này chỉ là một cô bé 16 tuổi thôi. Lúc cô ấy đang đeo tai phone nghe nhạc, cúi xuống lượm khẩu súng đồ chơi, đã phải mất đi mạng sống quý giá của mình. Đó là vì bị cáo Dương An, từ khi gia nhập đội cảnh sát Dương An, luôn là một cảnh sát tận trung có trách nhiệm. Nhưng lúc anh ta ngộ nhận nạn nhân của vụ án chính là nghi phạm, đã tạo nên bi kịch này. Và bi kịch này mở đầu bằng chuyện đồng nghiệp của bị cáo bị nghi phạm sát hại, làm cho bị cáo chịu đả kích rất lớn. Vì vậy đã khiến cho anh ta mất đi khả năng phán đoán sự việc. Cho nên lúc bị cáo ngộ nhận nạn nhân vụ án là nghi phạm, anh ta đã bắn liên tiếp vào nạn nhân 6 phát súng. Có một điều làm tôi cảm thấy rất đáng tiếc và rất khó hiểu, đó là tại sao nạn nhân đã trúng phát súng đầu tiên. Khẩu súng đồ chơi đó được cho rằng sẽ uy hiếp tới sự an toàn của người dân đã không còn tính uy hiếp nữa, nhưng bị cáo vẫn bắn phát súng thứ hai vào nạn nhân. Phát thứ ba, phát thứ tư, phát thứ năm và phát thứ sáu. Tôi hiểu đại đa số các cảnh sát mỗi ngày đều phải đối mặt với các nguy cơ không thể lường trước và những áp lực công việc, nhưng đây không thể trở thành lý do để giết hại người dân vô tội. Cho dù anh ta có là một cảnh sát tận trung có trách nhiệm, nhưng điều đó không nói lên anh ta không cần phải gánh trách nhiệm về lỗi lầm của mình trong chuyện này. Tại đây tôi khẩn xin các vị trong bồi thẩm đoàn phán bị cáo Dương An tội ngộ sát thành lập. Thưa chủ tòa, các vị bồi thẩm viên, bất cứ ai cũng từng phạm sai lầm. Thân chủ của tôi đã giết nạn nhân của vụ án đó tuyệt đối là một lỗi lầm. Nhưng mà chúng ta phải xem xét tại sao lại xảy ra lỗi lầm này. Thân chủ tôi có cần phải gánh hết tất cả trách nhiệm trong vụ án này không? Nạn nhân của vụ án, ngay cả chiều cao, cách ăn mặc và khẩu súng đồ chơi hoàn toàn phù hợp với nghi phạm mà thân chủ của tôi đang đuổi theo ở hiện trường lúc đó. Nhân chứng cũng đã nêu rõ thân chủ của tôi không mất đi khả năng phán đoán như là công tố viên đã nói. Anh ta có phát tín hiệu cảnh cáo nạn nhân nhằm tránh liên lụy người vô tội. Ảnh cũng đã phát tín hiệu cảnh cáo tới những người đi đường khác. Đối mặt với những tội phạm được trang bị vũ khí, có thể là mất mạng bất cứ lúc nào. Áp lực này không phải người bình thường có thể hiểu được. Thân chủ của tôi nổ súng bắn nạn nhân chỉ có một mục đích duy nhất, chính là ngăn cản nghi phạm làm hại những người khác. Công tố viên cũng đồng tình chuyện thân chủ tôi nổ phát súng đầu tiên hợp lý. Nếu như thân chủ tôi khi nổ phát súng đầu tiên đã không khiến nạn nhân bỏ mạng, vậy tức là
tất cả những chuyện mà thân chủ tôi làm đều có thể chấp nhận. Giả lại công tố viên cũng không thể chứng minh là khi thân chủ tôi bắn phát súng đầu tiên đã khiến nạn nhân tử vong. Dựa trên điều khoản nghi điểm nghiêng về bị cáo, tôi khẩn xin các vị bồi thẩm viên hãy phán cho thân chủ của tôi tội danh ngộ sát không thành lập. Thưa chủ tòa, chúng tôi bỏ phiếu, kết quả là 5-2 phán quyết bị cáo Dương An vào ngày 25 tháng 6 năm nay đã ngộ sát Triệu Phụng Lan, một công dân Hồng Kông. Tội danh ngộ sát được thành lập. Sếp Bân, cậu ổn không? Cũng tạm được. Mọi người đang chuẩn bị kháng án đó. Sếp à, anh muốn nghe lời thật lòng của em không? Cậu nói đi. Những lời Khưu Vĩnh Khang nói đều là sự thật đó. Cho dù em lừa được người khác, cũng không lừa dối được bản thân đâu. Hôm đó, tôi không phải hắn nổ súng bắn chết anh Siêu. Em từ từ hỏi bản thân. Em tin bản thân, trong tình hình đó nhất định sẽ không nổ súng liên tục bắn 6 phát. Sao bây giờ cậu mới nói tôi nghe? Vì em không muốn lừa dối người anh em thân nhất thôi.